Hello boys and girls, are you ready for our new English course? Great night. À, chào các em, các em đã sẵn sàng để chuẩn bị cho những năm học mới và khóa học mới chưa ạ? Okay, Khi chúng ta đã chuẩn bị và bước vào năm học mới, chúng ta chuẩn bị lên cái lớp cuối cùng của bậc trung học cơ sở đúng không nào? Vậy thì các em định hướng như thế nào về cái môn tiếng Anh? Okay, English is quite important, not only but at school, yes, but also is in our socials nào rồi vậy, so how to study it well and how can you get a good mark at the exam, à, tiếng Anh trở nên rất là quan trọng không chỉ ở trường học mà ở môi trường xã hội nữa. Sau này các em còn có thể dùng nó trong công việc của mình này, trong giao tiếp này và sử dụng rất trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy thì các em đã có những định hướng như thế nào để học một môn tiếng Anh cho nó hiệu quả? Hiệu quả ở đây là gì? Hiệu quả ở đây là các em có thể sử dụng được nó, ok? Có thể đạt những điểm cao trong các kỳ thi của mình. À, vậy thì để với cái mục tiêu như vậy thì chúng ta cùng nhau okay so based on our textbook we just study to get high mark right and uh, from that we uh, get higher level that we, we just um, pro improve our skills To, um, just talking, just uh, practicing, or just doing the exercise, right? So, từ cái cơ sở đó mà chúng ta, từ cái cơ sở mà chúng ta học cái tiếng anh cơ bản thì chúng ta sẽ cải thiện được những kỹ năng liên quan ví dụ như là những kỹ năng về làm bài tập chẳng hạn, ok? rồi những kỹ năng mà chúng ta sử dụng từ vựng rồi những kỹ năng mà chúng ta giao tiếp trong tiếng anh hàng ngày, ok? thì đó là những cái mong muốn của cô mà khi mà cô Nghĩa là cô xây dựng cái khóa học tiếng Anh lớp 9 này. Vậy thì để um, chúng ta chuẩn bị cho khóa học tiếng Anh lớp 9 này, thì trong khóa học chúng ta sẽ có những cái gì? Ok, mời các em theo dõi. À, cấu trúc của khóa học của chúng ta, à, cô sẽ xây dựng dựa trên cái cuốn tiếng Anh lớp 9 cơ bản của chúng mình. Okay. Và những uh, unit, những topics sẽ dựa trên cơ sở đó. À, vậy thì phần đầu tiên chúng ta có đó là các unit. So from unit 1 to unit 10 with 10 different topics, right? Vậy với phần unit dạy như thế nào, kiến thức như thế nào và cô sẽ cung cấp những cái gì cho các bạn? Cô sẽ giới thiệu tiếp theo. Phần thứ hai là phần homeworks and keys. À, đây là phần bài tập tự luyện, tức là sau mỗi một unit thì chúng ta sẽ có thêm những file bài tập, file đáp án và hướng dẫn để các bạn tự luyện tập phần kiến thức ngữ pháp mà cô đã dạy trong bài giảng cũng như là các bạn sẽ vận dụng được những kiến thức về từ vựng liên quan đến nó. Ok? À, và Uh, tiếp theo một phần nữa khá là quan trọng để các bạn chuẩn bị cho các kỳ thi đó là gì các bài review. Ok, vậy thì chúng ta sẽ thêm vào đó một bài, vài bài review sau mỗi sau một vài unit một nhóm các unit right so for the reviews we also have a grammar and practice tức là chúng ta cũng sẽ có tóm tắt lại những cái kiến thức ngữ pháp và tóm tắt và một số các dạng bài tập liên quan đến các kỳ thi thì có sẽ cung cấp trong review này ok và tiếp theo uh, một phần nữa mà không thể thiếu được. Đó là cô muốn mang đến cho các em một số uh, các cái tài liệu liên quan các cái tài liệu mà nó liên quan đến kiến thức của chúng ta, liên quan đến quá trình chúng ta học và sử dụng vận dụng nó. Phần này gần như là phần mà uh, cô sẽ dựa trên cái kiến thức lớp chính của mình và cô sẽ soạn thảo để gửi cho các em những em tham gia khóa học để các em có thể có tài liệu thêm để học hành, học thêm ở nhà, học thêm trên lớp, ok. Vậy thì với cái cấu trúc như vậy thì mỗi một unit của chúng ta sẽ được chia ra làm 3 tiết mỗi một tiết ok trước tiên là chúng ta đi vào lesson one lesson one là listening and reading ok uh, for listening and reading we divide it into two. four main parts reading new words structure take note answer the question tức là với tiết đầu tiên của mỗi một bài mỗi một unit thì cô sẽ cung cấp cho các bạn phần kiến thức thứ nhất là phần kiến thức và bài đọc chúng ta sẽ sử dụng những cái bài đọc ở trong sách giáo khoa ok Vậy về những chủ đề rất là nổi cộm rồi, ok, rất là famous rồi Và sau đó chúng ta cùng nhau phân tích những cái từ mới và những cái cấu trúc mà liên quan đến cái bài đọc đó Liên quan đến cái chủ đề đó, ok Và đương nhiên là trong khi mà um, hướng dẫn các bạn học về từ mới và cấu trúc Thì cô sẽ cung cấp các bạn thêm những cái cấu trúc của từ đi kèm hoặc là cái cấu trúc giới từ đi kèm với nó, ok à, Và sau đó thì chúng mình sẽ cùng nhau làm sao để um, phù hợp làm sao để chúng ta có thể... Um, có một cái cách để đọc cái bài đọc đọc hiểu cái bài đọc đó một cách nhanh nhất cũng đơn giản nhất và làm sao để các bạn có thể uh, trả lời tất cả những câu hỏi liên quan ok ok đó đó là tiết thứ nhất vậy với tiết thứ hai với tiết thứ hai thì các bạn sẽ được nghiên cứu thêm về vocabulary and grammar thì vocabulary ở đây nó khác với phần từ vựng mà chúng ta học ở tiết một Phần từ vựng ở tiết 1 chỉ là phần từ vựng của bài đọc thôi. Thế còn phần từ vựng này là những từ vựng liên quan đến cái chủ đề của từng unit, cô sẽ chung cấp thêm cho các bạn đầy đủ. Và grammar là kiến thức ngữ pháp chính trong mỗi một unit. Ok. Và đến lesson 3, tức là bài thứ ba tiết thứ ba chúng ta sẽ học về writing and practice. Như các bạn thấy là trong chương trình tiếng Anh lớp 9 thì mỗi một bài chúng ta sẽ có một phần writing. Đó là họ sẽ hướng dẫn chúng ta cách mà chúng ta viết một bài văn như thế nào này, cách mà chúng ta viết một lá thư như thế nào này, hoặc là cách chúng ta viết một cái um, ý kiến, đưa ra một ý kiến của mình, trình bày một ý kiến, đúng không ạ? Ok vậy thì tất cả sẽ được hướng dẫn trong từng unit. Với mỗi một unit chúng ta sẽ có những hướng dẫn cụ thể về một bài viết cần những cái gì và một cái bài mẫu. Ok. Và cuối cùng, phần cuối cùng là phần practice. Ok, practice. Đó, thì đó là cái cấu trúc của mỗi một unit Thì đến bây giờ là cái phần mà tài liệu tặng kèm Vậy thì các bạn sẽ băn khoăn tài liệu tặng kèm Cô sẽ mang đến cho các bạn những cái gì Ok, thứ nhất là các cấu trúc câu thông dụng Ok, rất common structure Đấy, okay, Các cấu, trúc câu mà các em có thể sử dụng được Để các em phục vụ được cả cái tiếng Anh giao tiếp của mình hàng ngày nữa Đúng không nào Thứ hai là các cấu trúc biến đổi câu thường gặp Đấy, okay, cái phần này khóa khá là quan trọng đấy ạ Ok, it's quite important Right, and many students so scared of this bởi vì cái phần này là phần một một trong những phần kiến thức mà sẽ xuất hiện trong các bài thi bài kiểm tra về mảng kiến thức viết lại câu ok vậy nếu như mà các bạn có thể ứng dụng được nó các bạn practice nhiều thì các bạn sẽ rất là vững về kiến thức này tiếp theo là một số các bài luận mẫu liên quan đến những chủ đề của chúng ta ok và cuối cùng là các đề kiểm tra mẫu ok để kiểm tra 15 phút để kiểm tra 45 phút để kiểm tra học kỳ ok dựa theo cấu trúc chung của chương trình bộ giáo dục ok và sau khóa học thì cô mong muốn là các bạn sẽ nhận được những cái gì Ok, nhận được những cái gì Nhận được thứ nhất là các bạn đảm bảo nhớ được cái kiến thức ngữ pháp mà cô cung cấp Kiến thức ngữ pháp này sẽ dựa trên cái cấu trúc của khóa tiếng Anh cơ bản lớp 9 Nhưng ngoài ra cô cũng sẽ mở rộng một chút, một chút chút cho các bạn Ok, liên quan Thứ hai là các bạn phải vững về từ vựng và các cái cấu trúc liên quan Bởi vì cô cung cấp cho các bạn không phải là chỉ từ vựng không Mà các cái cấu trúc đi kèm với nó Vậy thì các bạn học một các bạn phải viết thêm 2, 3 okay. Và phải nhớ, biết và phải nhớ okay. để, để vận dụng trong bài thi, trong bài kiểm tra Cũng như là trong giao tiếp okay. Tiếp theo là củng cố các kỹ năng làm bài Với từng dạng bài khác nhau Mình sẽ có một số vài cái mẹo để mình làm okay. Vậy thì hy vọng rằng là, là Sau khi mà các bạn practice từ Unit 1 đến Unit 10 thì Các bạn sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng cho mình Và gì ạ? và rất, rất là mong muốn là sau khi hội tụ được những yếu tố này rồi thì các bạn sẽ đạt được điểm cao trong các kỳ thi của mình phải không nào? Và một yếu tố nữa mà cô mong muốn đó là các bạn tự tin hơn trong giao tiếp bởi vì bây giờ uh, đa phần các bạn là chỉ học học để lấy điểm thi thôi. Vậy tại sao chúng mình không sử dụng ngay cái kiến thức đó cho mình speaking every day. Okay, practicing every day. Ok, cho nó trở nên quen hơn. Vậy thì cần phải chuẩn bị những cái gì? Cần phải chuẩn bị những cái gì nào? Các bạn thứ nhất, học liệu. Học liệu ở đây là gì? À, một cuốn tiếng Anh lớp 9 như thế này thì chắc chắn trong tay các bạn đã có rồi. Ok chưa nào? One English textbook, right? Rồi một quyển vở ghi để ghi những cái gì mà cô giáo giảng. Ok, mình phải ghi chép lại những cái gì mà quan trọng mình phải take nốt lại đúng không nào? Hoặc là tiếp theo là những cái dụng cụ học tập ví dụ như là cô có một cái bút nhớ như thế này rất là tiện đúng không ạ? Khi nào các bạn gặp một từ mới một cấu trúc mới các bạn gạch chân vào cho cô. Lần sau khi các bạn dở lại các bạn nhìn vào nó các bạn sẽ nhớ hơn rất là nhiều Hoặc là khi các bạn làm bài Các bạn đã làm tự làm rồi nhưng cảm thấy câu đấy không được chắc chắn Hoặc là sai so với đáp án Các bạn gạch chân cho cô Lần sau mở lại chỉ cần xem cái câu sai thôi Các bạn nhớ sẽ rất là nhanh Ngoài ra thì các bạn cần có thêm những cái gì nữa Ví dụ như là những cái màu sticker Giấy nhớ như thế này Ok, viết từ mới, viết cấu trúc Ừ, viết cái 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 phần nào quan trọng vào đây dán lên tường đi qua đi lại mà nhìn thấy nhiều lần thì nó cũng sẽ nhớ tự nó ghi vào đầu mình đúng không ạ ok thì đó là những những cái phần dụng cụ học tập và ngoài ra các bạn phải làm gì các bạn phải lên một cái lịch học ví dụ như ở trên lớp một tuần mình có bao nhiêu tiết tiếng anh ok về nhà cố gắng trong cái ngày đó mình phải học lại luôn ok mở clip ra xem bài giảng cái okay, ghi lại làm bài tập so sánh đáp án đúng không nào đó, phải lên lịch thật là đều ok và khi mà nghe rồi thì chúng ta phải lắng lắng nghe một cách chăm chú cẩn thận ok và Quan trọng hơn nữa là các bạn phải làm bài tập tự đao các cái file bài tập để làm trước sau đó mới so sánh với đáp án chứ không đao đồng thời cả hai file để đến lúc làm không được cái là xem đáp án luôn như vậy không có tác dụng gì cả đúng không ạ ok và nhớ một điều nữa đó là các bạn luôn luôn phải đặt câu hỏi cái vấn đề gì mình nổi cộm mình không cảm thấy nó không tự tin hoặc không chắc lắm thì mình nên đặt câu hỏi các bạn có thể tham gia các nhóm group học ở trên học bãi đúng không nào chia sẻ kinh nghiệm chia sẻ câu hỏi chia sẻ các vấn đề À, về các vấn đề liên quan đúng là các bạn các thầy cô có thể vào hỗ trợ Đấy, thì đó là những cái phần mà chúng ta um, có thể chúng ta cần thiết phải có Okay. nếu mà sau khi các bạn đã chuẩn bị được những cái điều đó rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu một khóa học tiếng Anh và hy vọng rằng là sau khóa học này thì các bạn đạt được những cái gì các bạn đạt được kiến thức các bạn đạt được kết quả tốt trong các kỳ thi và các bạn tự tin hơn trong giao tiếp các okay, so we, uh, I hope that we will get high marks and a good result at the exams after the course. Also, you will be more confident in speaking English now today, Okay, and every day, right? Okay. So um, we come to our cause okay